Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại Thịnh đang đứng trên một con đường nhựa rộng tầm khoảng 16m mọi người. Và đặc biệt là ở khu vực này có vỉa hè rất rộng. Vỉa hè rộng đến là 5-6m. Và một căn nhà mà hôm nay Thịnh sẽ review giới thiệu cho mọi người là căn nhà với bờ ngang là 6m. Rất phù hợp với việc là vừa ở này, vừa làm văn phòng hay có thể là kinh doanh. Đó. Thì ở vị trí này mọi người, thông ra bên kia sẽ là một cái ngã tư rất là nhộn nhịp và những cái tòa nhà cao tầng, mọi người thấy không? Thì tí nữa mọi người xem toàn cảnh flycam, mọi người nhìn được cái tổng quan khu vực này, nó có đến tầm khoảng là 8 đến 9 tòa nhà cho lượng dân cư rất là đông. Vậy thì cái nhà này họ đang chào bán giá bao nhiêu và có điểm mạnh, điểm yếu là gì? Thì mọi người chú ý nha, hãy xem hết clip để biết được là những cái ưu, nhược điểm của nó, xem có phù hợp với anh chị hay không nha. Thì cũng bật mí luôn mọi người, căn nhà này với bờ ngang 6m thì chiều sâu nó tầm khoảng là 17m, tổng diện tích là 102m2, toàn bộ đất ở đô thị. Và xây nhà này mọi người đã hoàn công chuẩn chỉnh hết rồi, với hiện trạng là một trệt, hai lầu và một tum, có 4 phòng ngủ nha, 3 nhà vệ sinh và rất là rộng rãi luôn. Thì tí nữa Thịnh sẽ chờ chủ nhà họ mở cửa vào trong quay chi tiết cái kết cấu, cái hiện trạng bên trong cho cô chú anh chị tham khảo. Còn bây giờ thì đây là giới thiệu tổng quan thôi, với mức giá thôi thì bật mí mọi người luôn, tại vì cũng không mất, không muốn với cô chú nào mà cảm thấy vừa túi tiền thì mình xem hết nha. Với diện tích 102m2 này, nhà một trệt, hai lầu một tum bên này thì họ đang chào bán là 7.4 tỷ, và cái giá này mọi người, giá 7.4 tỷ này sẽ còn thương lượng nha, họ sẽ còn thương lượng và Thịnh sẽ hỗ trợ người trong vấn đề là đàm phán và vấn đề về pháp lý nha. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào xem chi tiết, mọi người giúp Thịnh nhấn một like nha, hãy nhấn một like để ủng hộ Thịnh và cùng Thịnh đi vào xem chi tiết tổng quan cảnh flycam vô. Vâng, căn nhà của mình có hiện trạng là bờ ngang 6m mọi người. Và vỉa hè rộng đến 5m. Bước vào nhà đầu tiên sẽ là khu vực phòng khách. Họ bố trí là phòng khách thông với nhau lên đến cầu thang để cho căn nhà cảm giác cực kỳ rộng mọi người. Đây, thông bếp cầu thang, sau đó tới sẽ là khu vực phòng bếp bên trong. Đây, căn nhà thì hiện tại nội thất chưa có gì mọi người. Nội thất cơ bản thôi, chưa có gì cả. Chỉ là bán nhà nha mọi người. Và đây chính là khu vực phòng bếp. Phòng bếp của mình thì Thịnh thấy cũng tương đối rộng, vừa đủ cho một gia đình mình sinh hoạt. Có tủ kệ trên và tủ kệ dưới đầy đủ. Thì hiện tại cái nhà mình thì không người ở cho nên là họ dọn dẹp cho gọn gàng đây. Và ở dưới phòng bếp sẽ có một nhà vệ sinh nha mọi người. Và nhìn lại tổng quan một chút, sau cùng sẽ là khu vực là giếng trời, gọi là khu lối lưu thông rồi. Hầu hết tất cả những căn nhà khu đô thị đều sẽ có lối thoát hiểm này. Nó có nhiều chức năng rồi, vừa lấy sáng, lấy gió, vừa là khu lưu thông mà vừa lại là nơi thoát hiểm nha. Rồi, bây giờ ta cùng nhau xem tổng quan lại lần nữa nha. Với bờ ngang rộng 6m, mình cảm giác căn nhà rất là rộng. Có một điểm yếu khu vực này là tầng trệt thì chưa có phòng ngủ. Nếu dành cho cô chú lớn tuổi thì hơi bất tiện một chút. Nhưng mà ngược lại thì cái văn phòng của mình, phòng tiếp khách của mình sẽ rất là rộng. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển lên cầu thang nha. Phần cầu thang thì Thịnh thấy họ thiết kế cũng tương đối là dễ đi, dễ di chuyển nha. Rồi, khu này sẽ là khu sinh hoạt chung nha người. Và cuối cùng sẽ là phòng ngủ thứ nhất. Ở phần nằm ở phần cuối nhà sẽ là một cái ban công.
Đây là view trước nhà ban công của mình này. Điểm yếu duy nhất của căn mình là đường cục, nhưng cũng là điểm mạnh đối với những cô chú không thích ồn ào. Với khu vực nhà vệ sinh thì là đặt ở giữa, trong người phòng tắm và nhà vệ sinh sẽ nằm ở giữa. Và đây là phòng ngủ số 2. Tương đối rộng rãi mọi người. Chưa có nội thất nha. Trên này mình mua thì phải sơn sửa lại vào nội thất. Và hầu hết nhà mình mua thì cần phải sơn sửa vào nội thất thì mới thành nhà của mình mọi người. Và chúng ta cùng nhau di chuyển lên tầng số 3. Tầng này cũng thiết kế tương tự tầng số 2, sẽ có hai phòng ngủ và nhà vệ sinh ở đặt ở giữa. Họ sẽ chia ra hai phòng khác nhau, là một nhà vệ sinh, một phòng tắm nha. Đó, và đây chính là phòng ngủ số 3 đây. Được cái là họ làm lối lưu thông cho nên là rất là thoáng. Ban công trước, ban công sau và thông thoáng với nhau hết. Ở đây thì đúng là hợp với những người lớn tuổi và muốn sự an toàn. Tủ quần áo khá là nhiều. Và đây sẽ là phòng ngủ cuối cùng này. Phòng ngủ số 4. Giống như bên dưới thôi mọi người. Được cái rộng rãi nhưng chưa có gì. Thì sẽ quay nhanh thôi cho mọi người nắm được kết cấu và hiện trạng bên trong. Nhà nói chung là còn khá là mới và kiên cố nha. Chỉ cần sơn sửa vào nội thất là ở thôi. Và đây là tầng cuối cùng, tầng tâm. Thì thường họ sẽ đặt phòng thờ ở tầng này nha. Đó. Phòng thờ thì sẽ không quay chính diện. Ở tầng này chỉ có mỗi phòng thờ thôi. Cho nên là cái ban công của mình rất là rộng. Họ đặt một bồn chứa nước như này. Sau lưng mình là công viên. Và những khu quy hoạch là khu biệt thự. Đó. Đi về hướng đó là về lại siêu thị. Nếu mà làm sân phơi cũng được. Hoặc là mình lên phía trước này thì mình có thể là dùng để trồng cây này. Khu này mà trồng cây hay là mái che để tổ chức những bữa tiệc cùng với gia đình tuyệt vời. Thì từ góc nhìn trên cao này mình nhìn được cái tổng quan khu vực xung quanh, những tòa nhà cao tầng, và thấy được là họ xây dựng đồng bộ rất đẹp nha. Đó. Đường xá rộng rãi. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của căn nhà mình người. Căn nhà mình là thuộc địa chỉ số 46 đường A2, thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và diện tích của mình sẽ là 102m2, và đất ở đây là đất ở nông thôn và được sử dụng lâu dài. Mọi người lưu ý nha mọi người, ở đây thì đất đây là hiện tại số này số cũ 2013, cho nó hiển thị là đất ở nông thôn, nhưng hiện tại đây là khu đô thị. Khi mình chuyển nhượng cấp đổi sổ mới, mình sẽ ra sổ là sổ đất đô thị nha, không phải nông thôn nữa đâu, tại đó là sổ cũ ngày xưa. Đó, và cái thời hạn sử dụng mình là lâu dài. Và ở đây thì cái nhà của mình đã hoàn công rồi, cho nên gắn tài sản trên đất. Địa chỉ của nhà ở là 46 đường A2 luôn, giống địa chỉ bên trên. Và diện tích xây dựng của họ là 90m2, và diện tích sàn là 360m2, và số tầng là 4 tầng. Đó. Về hình hài của đất thì rất là vuông vắn và đẹp mọi người. Đây, đường A2 thì rộng 20m luôn. Ui, cái đường này hôm qua thỉnh tưởng là rộng 16m, nhưng thực tế trên sổ đó là 20m. Đó, rộng đến 20m mọi người. Là vỉa hè bên này cũng là 5-6m. Tính ra là nó sẽ giống với là cái đường A1 luôn, tức là hai đường này bằng nhau. Chỉ có trục này nó ngắn hơn trục A1 thôi. Trục A1 là đường chính nha. Còn cái này nó hiển thị rõ là mình cũng là đường 20m rồi. Đường A2 rộng 20m. Và cái sổ này rất vuông vắn, với bề ngang là 6m, chiều sâu là 17m. Rất là đẹp đúng không ạ? Và hướng của mình sẽ là hướng này là hướng đông nam nha mọi người. Hướng này sẽ là hướng đông nam. Đó, rất vuông vắn, rất đẹp. Và phía sau này họ chừa một cái lối lưu thông thoát hiểm, thì tí nữa mình xem cái hiện trạng bên trong. Video kết cấu hiện trạng bên trong mình nắm được cái kết cấu cụ thể của nó nha. Đó, còn hiện trạng ở đường ở đây và sổ sách là cực kỳ chuẩn. Thậm chí là thành cho mọi người xem thêm cái quy hoạch, có kiểm tra sơ bộ thêm này. Đó, quy hoạch nó vẫn sẽ như vậy nha, vẫn chuẩn. Đó, phân lô rất là vuông vắn, rất là đẹp và bằng nhau hết. Đây họ xây dựng khu đô thị đồng bộ hết rồi. Đó, ai xây thêm mình sẽ thêm được một tâm trên này. Đó, đó là gọi là xây thêm khi mà hoàn công rồi. Còn hầu hết ở đây xây đồng bộ là một trệt hai lầu. Đó, còn căn bên này thì được thêm tầng trên nữa là 4 lầu. Mình đến đây tầng lửng rồi mọi người, nhưng mà hiển thị rõ hình sổ mình luôn.
là mình là cái số mình sẽ là ghi rõ này. Đây mọi người, số đang ghi rõ là số tầng là 4 người không? Số tầng là 4. 4. 4 tầng nhưng mà thật ra bên trên chỉ là tầng lửng thôi, tầng tâm thôi. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng vào xem vị trí nha. Dạ vâng, và đây chính là vị trí của căn nhà mọi người. Thịnh đang dùng là chức năng đo khoảng cách của Google Maps này. Đang quay vào lúc 8 giờ 51 phút. Hôm qua thì Thịnh quay chiều nhưng mà vội quá vì là không đủ thời gian mọi người. Thì hôm nay Thịnh sẽ bổ sung tới ngày thứ hai để quay bổ sung. Đó, thì mình thấy là ở đây hầu hết là người lớn tuổi, đa phần là cán bộ về hưu, cô chú lớn tuổi. Và mình thấy là cái đúng là cái nhu cầu hợp nhất với những người mà không thích ồn ào nữa. Đó, vẫn thích đường lớn, quy hoạch chủng, dân trí cao. Đó, vỉa hè rộng rãi, ô tô đổ thoải mái. Đó, ví dụ bên nhà mình mà có một cặp vợ chồng mà trẻ, có con nhỏ, có bố mẹ lớn tuổi thì hợp lý lắm. Đó, bên dưới thì mình kinh doanh làm văn phòng đúng không? Bên trên thì dành cho bố mẹ, bên trên nữa thì có thể là mình sinh hoạt cho con cái mình nữa. Tại mình có tới 4 phòng ngủ mà. Cho nên là một đại gia đình là hợp lý nhất. Làm văn phòng công ty hay gì đó. Đó, rất là hợp lý. Không ồn ào. Chứ còn nếu như mà kinh doanh thông thường thì tôi nghĩ là sẽ hơi khó nha. Đó, thì mức giá họ đang chào bán là 7 tỷ tư. À, có thương lượng nha mọi người, có thương lượng. Rồi, tiếp theo là gì ta? Cái vị trí này cho người xem là mình ra tới đường A1 này, ngay gần tư tầm khoảng là 60 m. Còn mình ra tới như chỗ mà trường học dành cho con cái mình học á. Đó, thì trường này là trường quốc tế. Thì sẽ tầm khoảng là 230 m nha. Đặt ra trường quốc tế này. Ở đây thì mình thấy không, cho con mình đi học rất là ok đúng không? Đó. Và tiếp theo nữa là mình ra tới chỗ này là tới bệnh viện đa khoa thì tầm khoảng là 280 m. Còn mình đi siêu thị thì tầm khoảng là 400 m. Thì Thịnh quay sơ bộ cho mình biết được cái những cái điểm chính thôi. Còn khu này dân cư rất đông. Thịnh chạy xe cũng như là cho người xem flycam mình nắm được rồi đúng không? Đó, còn vị trí đường chính thôi. Còn đây tiện ích những cơ bản thì dân đông thế này và khu đô thị mới này không thiếu cái gì đâu mọi người. Từ chợ cho tới là chợ xổm, chợ nhỏ hay là tới những cái tạp hóa, những cái cửa hàng spa hay là những cái bất cứ cái gì là đủ hết nha. Đó, Thịnh đi dạo cho mọi người xem rồi. Rồi, còn về tới trung tâm thành phố thì tầm khoảng 3 cây rưỡi đến 4 cây mọi người. 3 cây rưỡi là về trung tâm thành phố, còn khoảng 4 cây là ra tới biển Nha Trang nha mọi người. Dạ vâng, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem hết hiện trạng kết cấu bên trong và xem cả cái sổ hồng và cái quy hoạch và cái vị trí rồi đúng không ạ? Thì căn này thật ra thì có một cái điểm yếu mọi người. Một cái điểm yếu là nó là đường cục thôi. Nhưng mà ngược lại thì có rất là nhiều cô chú lại thích cái đường cục này để nó không quá ồn ào và nhộn nhịp. Mình có thể là tầng dưới mình làm văn phòng này. Còn bên trên thì mình ở một gia đình, một đại gia đình đúng không ạ? Rất rộng rãi và yên tĩnh. Khu này được cả là dân trí rất là cao, vỉa hè rộng, ô tô đổ thoải mái và tiện ích không thiếu gì hết. Tại xung quanh này quá là nhộn nhịp và đông đúc đúng không ạ? Để chứng minh điều đó, bây giờ Thịnh sẽ chạy xe dẫn cho mọi người đi một vòng khu vực nha, để mọi người biết được. Đó, còn vị trí thì mọi người đã xem rồi, mà biết ra biển bao xa, trung tâm bao xa đúng không ạ? Và vị trí này là một khu quy hoạch mới, gọi là một khu đô thị mới của Nha Trang. Cho nên là họ đi điện âm hết người, rất là gọn gàng, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là thoáng. Rồi anh rẽ trái đi ạ, rẽ trái. Tại rẽ phải là mình vừa lại đường 23 tháng 10, vừa lại thành phố. Mình rẽ trái để thấy được cái sự nhộn nhịp của khu vực này. Nó là một khu đô thị mới mà. Thấy không? Đường này ra đây là đường 20 m này. Rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ Thịnh đang quay cái giờ này mọi người. Thịnh đang quay vào lúc là 16 giờ 50 phút nha. Đó, họ buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng. Và đa phần là nhà 3 lầu. Cho nên là cái dân trí nó còn khá là cao đấy. Những người mà có tiền ở khu vực này thì cũng tương đối gọi là khá giả đúng không ạ? Đó, thì mình ra đây mọi người thấy này, rất là nhiều những tòa nhà mọc lên. Đó. Bên tay phải Thịnh đây là một cái trường liên cấp quốc tế Việt Nam và Singapore. Còn mọi người thấy không? Shop house họ buôn bán rất nhiều, không thiếu bất kỳ một tập gọi là một cái dịch vụ hay một cái đồ đạc gì cả. Nhưng mà sinh hoạt hàng ngày mình đầy đủ hết. Và thậm chí là gần cả bệnh viện đúng không? Gần cả bệnh viện đa khoa quốc tế và gần cả là siêu thị đó. Rồi thì Thịnh đi dạo một vòng như vậy cho mọi người nắm được hết nha. Chắc là Thịnh xin phép là dừng video đây. Thịnh tiếp tục đi quay thêm một căn nữa ở trên đường này. Trên trục đường này Thịnh đang có một căn gần đây cho nên Thịnh sẽ dừng ở đây. Đó, một căn nhà nằm trên mặt tiền đường A1 này. Một cái nhà chỉ với là hơn 10 tỷ một chút. 108 m2. Thì Thịnh sẽ quay hai căn và đăng lên cho mọi người tham khảo và so sánh cân nhắc nha. Mình có nhiều cái sản phẩm hơn để mình gọi là mình kiểm chứng và mình so sánh được đúng không ạ? Thì trên đường này thì vị trí này thì gần như cuối đường rồi. Thì nó đang bán là 99 triệu một mét. Có cả nhà. Còn cái bên kia thì họ đang bán là 7 tỷ tư. Thì mọi người xem được hết hai video thì tham khảo thử nha. Nếu có đủ tiềm lực thì mua đường này thì nó lớn hơn, sung hơn. Còn nếu mà
muốn yên tĩnh, ít tiền hơn thì mua căn 74 kia, và giá thì còn thương lượng nha mọi người. Rồi, chắc là thành xin phép dừng đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cầu mong mọi người sẽ tìm được bất động sản đúng ý của mình, và hy vọng những video Thịnh quay sẽ có một chút thông tin hữu ích cho mình tham khảo. Và hãy giúp Thịnh là nhấn một like nha, hãy nhấn một like cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình cùng nhau lan tỏa nha, để mình nắm được thông tin càng sớm càng tốt. Tại vì thị trường bây giờ là công nghệ thông tin mọi người, thời đại bây giờ là ai nắm được thông tin càng sớm thì càng tốt thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.